Đà Nẵng sẽ thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19. Năm 2022, thanh tra thành phố Đà Nẵng sẽ thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Chiều ngày 28 tháng 12, thông tin từ thanh tra thành phố Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra thành phố. Trong danh mục này có việc thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng. Nội dung thanh tra là việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Được biết, việc này thực hiện theo hướng chỉ đạo của Trung ương. Ngoài ra, kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra thành phố Đà Nẵng còn có Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan. Có 3 cuộc thanh tra được điều chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu và Ban Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai Đà Nẵng. Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay vào tháng 5, CDC Đà Nẵng có đề xuất mua 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm Lipfauer Everslow 21-CTT-GPPR kit, hãng sản xuất Việt Á, Việt Nam với đơn giá dự toán 509.250 đồng mỗi test. Cơ sở xây dựng giá dự toán của mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm Lipfauer Everslow 21-CTT-GPPR kit gồm 3 báo giá thị trường. Các quyết định trúng thầu trước đó được công khai tại cổng công khai kết quả đấu thầu Bộ Y tế theo quy định. Từ ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này tại công văn số 5.288 là 470.000 đồng mỗi test cho đơn hàng dưới 500.000 test, SII 367.500 đồng mỗi test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test. Trên cơ sở đề xuất của CDC Đà Nẵng, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu với tổng số lượng mua 200.000 test, đơn giá 367.500 đồng. Liên quan việc thực hiện thủ tục mua sắm, Hội đồng Thẩm định Sở Y tế thực hiện thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng Mua sắm phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, các thành viên gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố và lấy ý kiến Sở Tài chính về giá dự toán mua sắm, tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!